Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023. Hội nghị tập trung thảo luận tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2023, tình hình triển khai nghị quyết công 01 của chính phủ, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình phân bổ giải cân vốn đầu tư công, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội quý 2 năm 2023 và thời gian tới đánh giá hướng bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2022. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhìn chung kết quả đổi bật trong những tháng đầu năm có xu hướng tích cực, đó là thực hiện được mục tiêu của Trung ương, quốc hội giao là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia, thúc đẩy công tác đối ngoại. Thủ tướng đề nghị tiếp tục nhất quán quan điểm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, theo đó phải bảo đảm bốn cân đối giữa lãi suất và tỷ giá, tăng trưởng và lạm phát, cung và cầu, chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá. Giữa tình hình bên trong và bên ngoài, tập trung làm tốt công tác quy hoạch cán bộ ngành địa phương cùng thúc đẩy phê duyệt nhanh các quy hoạch để mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Ba chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, các vụ ngành thúc đẩy hoạt động của công tác kiểm tra, tập trung thắng gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân. Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, môi trường, bảo đảm đời sống của nhân dân, giải quyết chức điểm các vấn đề liên quan đến thuốc, trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, không để thiếu thuốc, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, củng cố tăng cường quốc phòng an ninh, tăng cường công tác truyền thông, truyền thông chính sách.